Mới đây, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành đã giao cho Ủy ban nhân dân thị trấn Long Thành làm chủ đầu tư công trình xây dựng công viên Phước Hải. Hiện công viên Phước Hải đang trong quá trình hoàn thiện và sắp bàn giao đưa vào sử dụng. Người dân và chính quyền địa phương rất mong chờ, phấn khởi. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại công trình xây dựng công viên Phước Hải ở khu vực thị trấn Long Thành, huyện Long Thành. Và công trình này thì đã được xây dựng cách đây hơn 2 tháng và đến thời điểm này đã đạt được khoảng 80% tiến độ và dự kiến là khoảng 2 tuần nữa là sẽ bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện tại, các công nhân đang thi công gấp rút để kịp hoàn tất các hạng mục trang trí trong nội bộ công viên Phước Hải, để tầm 2 tuần nữa là có thể bàn giao cho chủ đầu tư và đưa vào sử dụng. Đơn vị thi công cho biết các hạng mục lớn đã cơ bản hoàn thành, hiện chủ yếu là phần trang trí và thảm nhựa các trục đường bao quanh công viên. Ngay khi hoàn tất việc xây dựng công viên Phước Hải, địa phương sẽ lắp đặt các thiết chế văn hóa và phương tiện tập thể dục ngoài trời để nâng cao sức khỏe cho người dân. Khi họ nghe được cái tin xây dựng khu đất này thành cái công viên thì cái phản ứng của người dân là rất là phấn khởi. Bởi vì sau khi xây dựng cái công viên này sẽ tạo được mảng xanh. Thứ nhất, tạo được cái chỗ để cho bà con nhân dân xung quanh khu vực này tập thể dục đi dạo. Cũng như là sẽ không khí sẽ trong lành hơn. Phải nói là không những cán bộ đảng viên của thị trấn mà còn là nhân dân rất là đồng tình ủng hộ. Diện tích công viên là chiếm một nửa và diện tích đường dân sinh xung quanh công viên cũng như vỉa hè chiếm một nửa. Tới thời điểm này thì nhà thầu đã hoàn thành cơ bản các cái công việc ở trong nội bộ công viên, giống như là toàn bộ phần ngầm, cống cấp thoát nước, lát đá vỉa hè, bó vỉa đá, trồng cây xanh cũng như hệ thống tưới, hệ thống điện ngầm. Phần công việc còn lại thì nhà thầu chỉ còn lại là phần thảm đường xung quanh, trồng các cột điện chiếu sáng công viên và các cái việc hoàn thiện khác. Công viên Phước Hải có diện tích khoảng 2.300 m² với kinh phí dự toán xây dựng hơn 5,4 tỷ đồng. Công trình được khởi công vào tháng 8 năm 2023 và dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 12 năm 2023. Tuy nhiên nhờ đẩy mạnh thi công nên công trình sẽ hoàn tất sớm khoảng 1 tháng. Trước khi tiến hành xây dựng công viên Phước Hải, khu vực này là chợ cũ Long Thành. Sau đó, một đơn vị tư nhân thuê lại khu vực đất công tại đây để kinh doanh xe máy. Sau khi bàn bạc thống nhất ý kiến từ đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Long Thành, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành đã thống nhất việc xây dựng công viên tại khu vực này để tạo thêm mảng xanh cho khu vực trung tâm huyện Long Thành.